Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây tại Hyundai Bắc Ninh ạ, là chiếc Hyundai Accent. Thì thời điểm này là thời điểm tháng chạp, tháng 12 năm 2023, thì cũng là thời điểm đầu năm 2024. Thì em còn một số mẫu xe Accent sản xuất 2023 sàng cuối năm để cho anh chị có thể lựa chọn xe để đi Tết và tránh mưa tránh rét ạ. Thì hôm nay em xin báo giá cho anh chị Hyundai Accent phiên bản số động. Thì trước mặt em đây là bản số động bản đặc biệt. Thì phiên bản này giá niêm yết của nó là 545 triệu. Thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh và em đang có sẵn những cái màu cho anh chị như là màu đỏ này, màu đen. Và giá xe thì hiện tại bên em đang có chính sách giá rất là tốt. Và hiện tại chiếc Accent này thì đang được đại lý em hỗ trợ với cái giá là 500 triệu. Vâng, 500 triệu và giá lăn bánh của xe thì là tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đấy nó rơi vào khoảng gần 560 triệu thôi, khoảng 559 triệu. Còn phiên bản AT thường thì giá niêm yết là 505 triệu và đang được giảm xuống còn khoảng 460 triệu. Vâng, 460 triệu. Và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang rơi vào khoảng 515 đến 516 triệu ạ. Vâng, phụ kiện tặng kèm cho quý anh chị, quý khách hàng thì bao gồm là phim cách nhiệt, dán tất cả kính, bảo hành 10 năm, trải sàn da, rồi bọc vô lăng. Màu xe của phiên bản AT thì bên em sẵn có những màu như là màu trắng, màu đỏ và màu đen. Đấy. Đây là thông số tiêu hao nhiên liệu của Accent. Thì anh chị có thể nhìn qua là 6,2 lít đường kết hợp, 8,5 lít đường đô thị và ngoài đô thị chỉ rơi vào khoảng là 4,86 lít thôi. Một chiếc xe rất là tiết kiệm. Thời gian bảo hành của xe Accent bên em là 5 năm hoặc là 10 vạn km. Điều kiện nào đến trước thì là áp dụng trước ạ. Hiện tại thì bên em đang có chính sách hỗ trợ giá tốt và có chính sách trả góp cho quý khách hàng lên tới 80% giá trị xe với lãi suất rơi vào khoảng 0,7% một tháng. Trên phiên bản đặc biệt thì sẽ có những cái công nghệ nổi bật cho quý anh chị, đó là hệ thống đèn tự động này, rồi thì là ga tự động cruise control, cửa sổ trời, ghế da, điều hòa tự động, có màn hình giải trí trung tâm kích thước là 7 inch, có tích hợp bản đồ định vị AVN do Hyundai thành công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Xe thì được dẫn động với hộp số là 6 cấp, hộp số 6 cấp tự động. Phần tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome và có tích hợp nút bấm mở khóa thông minh kèm công nghệ đèn nổ từ xa. Cái công nghệ đèn nổ từ xa này thì anh chị có thể đèn nổ từ khoảng cách khoảng 20 đến 30 mét và khi mà quên thì xe sẽ tự động tắt sau khoảng 10 phút. Ưu điểm của việc đèn nổ từ xa thì giúp cho anh chị khởi động xe trước để máy móc được làm ấm, làm nóng trước khi mình vận hành vào mùa đông và có thể làm mát xe vào mùa hè. Đây là hệ thống đèn của xe, thì xe được trang bị cụm đèn định vị ban ngày boomerang LED và có cụm đèn pha cốt là đèn bi halogen kiểu chiếu projector kèm đèn chiếu góc. Rất là phù hợp cho những anh chị là mà mình đi đèn chiếu góc này sẽ phù hợp khi mà vào cua góc hẹp. Đó, khi mà xe đánh lái cua gấp thì hệ thống đèn chiếu góc sẽ sáng lên giúp anh chị vào cua thuận lợi hơn. Đến phần cốp xe thì cụm đèn hậu của xe thì cũng là trang bị cụm đèn hậu dạng LED và có tích hợp camera lùi kèm thêm cảm biến lùi là 4 cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe và ghép dọc ghép ngang. Cốp của Accent thì rất là rộng. Anh chị có thể thấy cái thể tích cốp này không thua kém gì một chiếc xe phân khúc hạng B nào. Và giá của Accent hiện tại thì đang là tốt nhất phân khúc, bọn em cũng sẵn hàng giao ngay. Và chỉ với khoảng hơn 100 triệu thì anh chị có thể sở hữu được chiếc Hyundai Accent rồi. Thời điểm này là thời điểm tốt để anh chị mua xe đi Tết. Và anh chị có nhu cầu xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.